Trung kênh audio xin kính chào quý vị anh chị em và các bạn. Trung kênh audio xin giới thiệu đến quý vị anh chị em và các bạn một combo em phối ghép để phục vụ cho tất cả các bạn và quý vị anh chị em mình có nhu cầu chơi nhiều loa. Đấy, cũng như một bác khách cách đây khoảng độ nửa tháng các bác yêu cầu nhưng thực sự thế lấy bận quá em chưa có thời gian để em làm. Thì hôm nay em tiến hành phối ghép một cái combo bao gồm mà có một chiếc âm ly, hai chiếc loa Yamaha và hai bên ngoài là hai chiếc loa của hãng Aiwa. Đấy, em phối ghép như vậy để có thể là đầy đủ các cái giải âm cho các bạn quý vị anh chị em nhé. Và phục vụ cho các bạn nào làm quán cà phê, quán trà đá hoặc các bạn nào ở trong các cái phòng làm việc, phòng học mà mình muốn âm thanh có cái sự lan tỏa nó đồng đều. Đấy, thì anh em có thể tham khảo combo phối ghép này của Trung kênh Audio. Đó, như em vừa nêu thì hai chiếc loa Yamaha này thì nó sẽ phụ trách cái giải âm trung âm. Đấy, giải trung âm cho các bác nhé. Còn hai cái loa bên ngoài nó sẽ phụ trách đồng thời giải cao là giải chép và giải thấp là giải âm trầm. Đấy, để cho tiếng bass nó mạnh hơn chút xíu. Đấy, thì là nó sẽ hài hòa được cái âm thanh các bác nhé. Và được phối ghép với cái đầu âm ly model là CR185. Đấy, CR185 các bác nhé. Và em đã đấu nối theo hình thức đấu nối tiếp để cho nó an toàn và đảm bảo là các bác chơi ok và không hại âm ly. Đấy, còn đấu như thế nào thì thôi các bác lên mạng các bác tham khảo thêm. Em không giải thích nhiều vì nó mất thời gian. Đấy, em chỉ nói là đấu nối tiếp và các bác chưa hoàn toàn yên tâm đấy nhá. Và em đã cài đặt setup cái hệ thống này cho cái đầu âm ly này là chế độ bảo vệ nên em nhá. Ví dụ như các bác không may mà các bác vặn quá tay, vặn quá lượng mức độ mắc thì nó cũng không cháy loa. Đây nha anh em nhá. Đấy. Đấy. Vặn quá thì đương nhiên là tiếng thì vỡ là đương nhiên rồi. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để cho nó không hạ hai loa. Thì em giảm cái super bass đi rồi. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên khuyến cáo anh em chỉ chơi ở ngưỡng 12 giờ là hay rồi nhá. Em vặn quá ngưỡng 1 giờ là vẫn được. Đấy. Nhưng vặn quá ngưỡng 3 giờ là hạ loa. Đấy. Đấy là cái nguyên tắc. Đây em quay luôn cho anh em xem hình thức của tổng thể của bộ dàn nhá. Tất cả loa ly em đánh giá được rất là đẹp. Đẹp theo tiêu chí của một con hàng bãi thôi chứ không phải đẹp tuyệt vời như hàng mới. Đấy, tuy nhiên là như này là đẹp rồi. Đây căn thùng vách ok nhá. Loa bát lõm, màng của nó là màng vải. À màng giấy gần vải xin lỗi. Đấy, rất là đẹp. Con này con Yamaha, con loa này là trợ lời cực tốt luôn. Đấy, nó sẽ phụ trách giải âm lời cho các bác nhá. Đây. Hình thức của loa cũng rất là đẹp. Đấy, đẹp trước sau luôn. Đấy. Loa có thứ đẹp hết các bác nhá, em bao đẹp cho các bác. Đấy. Đây. Thùng vách tương đối là ok hết. Đây quay đằng sau, sơ qua đằng sau luôn. Đấy, vùng ván hết các bác nhá. Đấy, hai loa đến vùng ván đẹp. Đấy. Và em nói luôn em sẽ đấu nối sẵn luôn cho các bác nhá để cho các bác về không biết đấu nối. Các cái loa này em sẽ đấu nối sẵn luôn các bác luôn. Chỉ các bác về chỉ việc đấu nối nốt hai cái dây còn lại với âm ly thôi. Về đấu với âm ly các bác đấu đúng nguyên tắc cho em dây đỏ và cực đỏ, dây đen và cực đen. Mỗi thế thôi là xong các bác nhá. Đấy, đấu mỗi bốn dây này thôi. Đấy thế còn dây loa em đấu sẵn luôn các bác rồi. Còn đấu như nào thì đấy, các bác nhìn các bác hiểu, còn không hiểu được thì thôi. Không sao cả, anh em có thể tự tìm hiểu. Em đấu sẵn luôn nhá. Đây. Cái này đấu theo hệ thức đấu nối tiếp, đơn giản thôi, không gì phức tạp đâu. Nhưng bác nào chưa mới chơi các bác chưa hiểu thôi. Đấy. Rồi còn cái dây chơi điện thoại các bác ấn cắm cho em dòng đầu tiên có chữ là line in nhá. Đấy từ trên xuống dòng cái hàng đầu tiên là line in để chơi điện thoại. Đấy thế thôi. Không phức tạp gì cả, đơn giản cho anh em, đơn giản hóa cho anh em nhá. Mới chơi. Đó. Cái con âm ly này thông số của nó là công suất tiêu thụ điện của nó là 40W. Và con này make in Japan luôn các bác nhá. Đây, make in Japan luôn. 40W tiêu thụ điện. Đấy. Vậy đảm bảo về công suất của các bác là hát hò ok. Có một điều như này, đó là để giảm cái giá thành để cho các bác anh em mình ở mức độ bình dân cũng có thể chơi được. Thì em lựa chọn cho các bác là một con âm ly này nó bị lỗi màn hình, nó mất hiển thị trên màn hình. Đấy, anh em chơi thì anh em chỉ quan tâm đến volume. Mỗi thế thôi là xong. Đấy nhá. Còn màn hình thì không hiển thị số nữa. Đấy. Đấy, cũng nói luôn hướng dẫn các bạn nào mới chơi nhá, các bạn nào chưa quen thì các bạn để ý nhá. Khi các bạn đấu nối xong, các bác mở cái volume mà không thấy hát. Đấy, thì các bạn để ý cho em nút input này. Input là chuyển các hệ nhá, các hệ chơi MD, chơi CD, rồi thì chơi điện thoại, chơi máy TV vân vân. Thì đây ví dụ nhá, về mà nó không hát này. Các bạn ấn cho mình nút này. Ấn bao giờ nó hát thì thôi nhá. Vặn volume lên một chút xíu đã. Không ấn bao giờ nó hát thì thôi này. Ấn tiếp này. Chưa hát đúng không ạ? Ấn tiếp. Chưa hát, đây là chế độ đài, déo này là đài đây nhá. Đấy, ấn tiếp cho mình. Ấn tiếp. Ấn tiếp. Đấy. Đấy, hiểu chưa? Input này là nó chuyển các cái hệ tương ứng với các cái dòng ở dưới này này.
đấy, các cái hàng cắm rác này, thế thôi. Đấy. Còn nếu như bạn nào mà mình không thích, muốn nó hoàn hảo, không muốn màn hình tối ưu như này, đây, chọn sang cái con này cũng giống hệt thế, cũng là CR185. Đây, con này màn hình rõ lên chữ anh em nhá. Đây, khi anh em ấn input thì nó sẽ chuyển cái chế độ này, đấy, MD này, tab MD này, đấy, đấy rất nhiều hệ nhá. Đấy, thì các bạn chọn mình cái con Omni này, đấy, thì anh em thêm 500.000 nữa. Đấy, còn con Omni này thì chơi đơn giản thôi, volume thôi là xong, thì anh em không cần mất thêm 500.000 nữa. Cái này em tiết kiệm cho anh em thôi, còn tùy anh em. Còn combo bộ này em bán đầy đủ dây rác đổi nguồn, đấy, và tất cả mọi thứ, và miễn phí ship đến các tay các bác là 1.600.000. Đấy, còn nếu như lấy thêm đổi sang Omni này thì là 2.1. Còn này, con Omni này 1.6, đầy đủ đổi nguồn, dây rác các thứ. Và đặc biệt nếu như anh em chuyển khoản đủ là miễn phí ship cho anh em. Còn anh em chuyển cọc thì cọc trước cho em là 300.000. Anh em chuyển cọc thì anh em trả tiền ship nhá. Còn chuyển đủ em với bao ship là 1.6. Đó. Các bác có nhu cầu liên hệ với số Zalo của Trung Viện Audio là số 0975 575 262. Đây em thử test một bản nhạc remix để cho anh em cảm nhận nhé. Đây là em test cái nhạc nhẹ nhàng cái con tít. Để ví dụ test nhạc remix nhá. Để nói luôn. Hai con là bé này, để cho phụ trách giải tiếng cho các bác. Đấy. Còn hai lo to thì sẽ giải bát cho các bác nhé. Và mỗi dây của em thì em đã thiết kế khá là dài. Đây, để xa, rất xa được nhá anh em nhé. Đây, để rất xa cái đầu mi được các bác nhé. Đây, xa nữa vẫn được. Đây, dây còn rất là trùng đây. Đấy, thoải mái luôn anh em, thoải mái nhá. Mỗi bên chắc khoảng độ 2-3 mét đấy, 3 mét đấy. Rất dài, bên này cũng vậy nhá. Đấy, anh em có thể kéo rất là xa, rất là xa, xa nữa cũng được, 3-4 mét luôn anh em nhé, rất là rộng luôn. Đấy, em thiết kế sẵn rồi, anh em tha hồ mà răng, phải răng cái đâu cũng được. Hoặc muốn dài nữa thì anh em nối thêm dây, đây nối thêm dây ở đây này, xong rồi nối tiếp vào, đấy là sẽ dài nữa nhá. Đấy, đây, con này sẽ có giải bát đây, chắc ở đây, con này sẽ giải lời nhá. Chân thành khít mách lần sao phải gấp. Con này thì tiếng bass nó khá là tốt cho nên lựa chọn con bass này là tương đối phù hợp rồi. Em bị ủy đồ phối ghép của em chưa? Đấy, có cả bát này, có cả chung này, có cả check này. Đấy, rất là hay. Đấy, anh em nào chốt thì liên hệ Zalo 0975 575 262 anh em nhé. Đấy, chuyển đủ em bao ship, chuyển cọc thì các bác cọc trước 300. Các bác trả tiền ship con này sẽ dưới 100.000. Rồi, xin cảm ơn các bác và anh em.